Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích chuyên đăng tải và cập nhật các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, việc trồng một chậu cây xanh trong nhà ở sẽ mang lại nhiều hiệu quả phong thủy tích cực đối với tài lộc, vận may của gia chủ cũng như sức khỏe và tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, để lựa chọn được một chậu cây song hỷ lâm môn, vừa thu hút tiền bạc, giúp nâng cao vượng khí, phúc lộc, lại vừa tăng cường sự hòa hợp và hạnh phúc trong mái ấm của mình, thật sự là điều không dễ dàng đối với nhiều người. Nhờ sự tư vấn trợ duyên của các bậc thầy nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới, trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ đến các bạn về một loài cây tuyệt vời giúp gia đình đầm ấm, hòa thuận, sung túc và giàu có. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xưa nay, chúng ta vẫn thường được nghe về những loài cây mang lại sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Nhưng cây phong thủy mà các gia đình hiện nay mong muốn trồng trong nhà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu gắn kết tình cảm của các thành viên, hóa giải nguồn năng lượng xấu để tránh khỏi những lục đục mâu thuẫn và tranh cãi không đáng có. Và chỉ có một loài cây duy nhất có thể đáp ứng được cả hai yếu tố này, giúp chủ nhân giàu cả tình lẫn tiền, đó chính là cây nhất mạc hương. Bạn đã từng nghe về loài cây đặc biệt này chưa? Cây còn có tên gọi khác là cây vượng tài, thuộc họ sen đá lá thơm. Như tên gọi của chúng thì loại cây này có hương thơm nhẹ nhàng, khá dễ chịu, luôn khiến người ngắm có cảm giác bình an và thư thái. Chính mùi hương này cũng được coi là một sự thu hút tự nhiên đối với tài lộc, mang lại một nguồn năng lượng dồi dào và ý nghĩa may mắn trong phong thủy. Cây có lá hình tròn, nhỏ, màu xanh lục với những đường gợn sóng ở mép lá. Hình dáng của cây tuy nhỏ nhắn nhưng lại có sức sống mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của loài cây này nhé. Ý nghĩa phong thủy song kiếm hợp bích của cây nhất mạc hương. Thứ nhất, đem lại tài lộc, tiền bạc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, cây nhất mạc hương còn có tên gọi là cây vượng tài, đóng vai trò như một nguồn năng lượng tài lộc giúp bổ trợ cho công việc kinh doanh, làm ăn buôn bán của gia chủ thêm phần thuận lợi. Bài trí một chậu cây này trong nhà sẽ giúp loại bỏ đi những nguy cơ thất thoát tiền bạc, kích hoạt mệnh tài lộc, khiến bạn tiến gần hơn tới thành công và danh vọng. Bên cạnh đó, với những người đang gặp nhiều khó khăn và trắc trở trong công việc, mong muốn tìm được một sự giải thoát thì cũng có thể dùng cây vượng tài để hóa gỡ nút thắt tài chính, loại bỏ xui xẻo do tiểu nhân ngáng đường. Bất kể bạn thuộc cung mệnh nào đều có thể dùng cây nhất mạc hương để bổ sung và lấp đầy sự khuyết thiếu trong ngũ hành của mình, từ đó gia tăng may mắn của bản thân, tạo thêm nhiều cơ hội để nắm bắt thành công trong tầm tay. Cũng bởi ý nghĩa đó mà nhiều người thường dùng cây này để làm quà tặng trong các buổi khai trương, mở cửa hàng, khánh thành văn phòng như một lời chúc làm ăn phát đạt. Thứ hai, cây nhất mạc hương giúp gia đình luôn hạnh phúc, êm ấm, thuận hòa. Theo như truyền thuyết trong sách cổ ghi lại, cây sen đá lá thơm này tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, cũng là biểu tượng cho cuộc hôn nhân bền chặt, vợ chồng, cha mẹ, con cái luôn song hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, giữ được tình yêu trọn vẹn, không thay đổi theo thời gian. Đối với tình cảm gia đình, cây sẽ đại diện cho sự gắn bó và đoàn kết, cũng giống như sức sống mãnh liệt trường tồn của sen đá. Dù vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, dù đi qua nhiều nắng gió, các thành viên trong gia đình vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, thuần khiết và tốt đẹp nhất, như chính vẻ ngoài mộc mạc của loài cây nhất mạc hương này vậy. Cây còn có tác dụng hóa giải những mâu thuẫn tranh cãi trong căn nhà của bạn và xua tan xui xẻo nữa đấy.
Trong tình bạn thì loài cây này là biểu trưng cho sự trung thành, không mảy may vụ lợi. Chính vì vậy mà loại cây này được ưa thích chọn làm quà tặng thay lời yêu thương đến người thân và bạn bè, mong nhiều điều tốt lành đến với họ. Nhất mạt hương có nghĩa là hương thơm quyến luyến, nhưng trước sau vẫn như một, không bao giờ thay đổi, không hề phản bội hay dối trá điều gì. Bạn bè hay người thân yêu tặng loài cây này cho nhau chính là lời nhắn nhủ tình cảm đầy chân thành và sâu sắc. Thứ ba, động lực mạnh mẽ thúc đẩy gia đình vượt qua khó khăn hoạn nạn. Nếu như gia đình bạn đang gặp phải nhiều xui xẻo sóng gió trong cuộc sống và cần nhiều động lực để vượt qua, thì cây nhất mạt hương có thể giúp bạn phần nào đấy. Hoa sen đá là một loài hoa có độ thích nghi cao. Dù ở thời tiết nào, khí hậu nào, cây vẫn phát triển, dù thiếu nước, hoa vẫn cứ sinh trưởng. Vậy nên người ta hay nói hoa sen đá tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nhất mạt hương sinh trưởng tốt dù ở bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào, nó sẽ nhắn nhủ đến chủ nhân một điều: cuộc sống này là vạn biến, sông có khúc, người có lúc. Hôm nay gặp phải nhiều khó khăn gian khổ, cũng đừng vội chán nản gục ngã, bởi mọi việc trong cuộc sống đều có cách giải quyết, miễn là con người ta biết dũng cảm, mạnh mẽ đối diện và hiên ngang bước tiếp. Một loài hoa đá còn hiểu được điều này và cố gắng tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Chẳng có lẽ nào con người lại chùn bước trước khó khăn, đúng không? Ngoài hai ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, cây nhất mạt hương cũng mang nhiều công dụng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của con người. Đầu tiên là làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Cây nhất mạt hương có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người, nhưng ý nghĩa đầu tiên phải kể đến đó là làm đẹp không gian sống của chúng ta. Bạn có thể đặt một chậu cây nhất mạt hương trên bàn làm việc, sẽ giúp tinh thần thư thái, thoải mái hơn rất nhiều đó. Không gian có cây xanh sẽ giúp hài hòa hơn, dễ chịu hơn và giúp bạn thấy tràn đầy ý tưởng cho công việc, vì chúng khiến con người tăng khả năng tập trung, giảm thiểu áp lực, giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Một chậu cây nhất mạt hương đặt ở ban công, trong phòng khách, trên giá sách sẽ giúp ngôi nhà của bạn gần gũi với thiên nhiên, giảm thiểu cái nóng của mùa hè nữa đó. Chắc chắn cây nhất mạt hương mang ý nghĩa về thẩm mỹ rất lớn khi được bài trí phù hợp trong từng không gian. Thứ hai là có thanh lọc không khí, bài trừ độc tố, xua đuổi côn trùng, ruồi muỗi. Với không gian ẩm thấp và nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi, thì cây nhất mạt hương có tác dụng mà bạn không thể ngờ tới đâu. Với mùi hương nhẹ tỏa ra từ cây sẽ hạn chế côn trùng tấn công ngôi nhà của bạn, đuổi muỗi hiệu quả, giảm thiểu các bệnh về da cho con người. Vì vậy, không chỉ làm đẹp mà cây nhất mạt hương còn rất tốt cho sức khỏe của con người nhờ hương thơm dịu nhẹ, giúp tinh thần của bạn thư thái và thoải mái hơn nhiều. Cây còn hấp thụ các nguồn khí độc hại trong ngôi nhà của bạn, cung cấp oxy cho không khí trong lành, thoáng đãng hơn, phòng các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, nâng cao sức khỏe con người. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy tuyệt vời của cây nhất mạt hương, cùng với đó là những ứng dụng của cây trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Có một vấn đề quan trọng nữa mà các gia chủ cũng cần quan tâm, đó chính là cây nhất mạt hương phù hợp với tuổi và mệnh nào. Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây, xin mời theo dõi. Thứ nhất, cây nhất mạt hương hợp với tuổi và mệnh gì? Theo quan niệm, cây nhất mạt hương nếu trồng đúng tuổi sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ, may mắn tiền tài cũng như danh vọng. Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Hợi rất hợp với trồng cây nhất mạt hương. Khi người tuổi Hợi trồng hoặc đặt một chậu cây này trên bàn làm việc thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió và may mắn nhiều hơn.
Một lợi ích nữa đó là giúp bạn lý trí hơn mỗi khi tiêu tiền, sẽ không tiêu xài tùy tiện, tiết kiệm được một khoản kha khá. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính hay không biết cách chi tiêu, vung tay quá chán, thì nên đặt một chậu cây nhất mặt hương trên bàn làm việc. Và đừng quên thỉnh thoảng chạm vào lá để cây tỏa ra mùi thơm dễ chịu, giúp bạn sảng khoái và thư thái, có nhiều ý tưởng cho công việc. Ngoài việc lựa chọn cây nhất mặt hương để trồng theo tuổi, thì mệnh cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Vậy cây nhất mặt hương hợp với gia chủ mệnh gì? Đặc điểm của cây nhất mặt hương đó là có màu xanh đậm nên rất phù hợp với những người mệnh thủy. Người mệnh thủy khi đặt chậu cây nhất mặt hương trên bàn làm việc sẽ giúp tinh thần tập trung cao, giảm thiểu căng thẳng cũng như áp lực hàng ngày. Bên cạnh đó, người mệnh thủy trồng một chậu cây nhất mặt hương sẽ giúp nắm bắt cơ hội tốt cũng như thu hút vận may trong cuộc sống. Cây nhất mặt hương không chỉ hợp với người mệnh thủy, mà ngay cả những người mệnh mộc cũng nên trồng cây này. Trong ngũ hành thủy sinh mộc, nên những cây của người mệnh thủy cũng tương sinh cho người mệnh mộc. Bạn có thể đặt một chậu nhỏ sinh trên bàn làm việc, bên cạnh cửa sổ hoặc trong phòng khách, vừa cải thiện phong thủy lại giúp tinh thần sảng khoái. Thứ hai, cách chăm sóc cây nhất mạt hương. Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển tốt là vào khoảng 15 đến 25 độ C. Không nên để cây ra ngoài nắng vào mùa hè, vì cây sẽ có hiện tượng khô héo, thâm lá. Nhẹ thì cây sẽ chậm ra hoa, nặng thì cây sẽ héo và chết. Bạn nên tưới nước cho sen đá lá thơm một cách đều đặn 1 đến 2 ngày hoặc 1 tuần. Vào những ngày trời nóng thì có thể tưới nhiều hơn vì cây rất dễ bị mất nước. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc đã gợi ý cho các bạn về một loài cây phong thủy vừa giúp thúc đẩy tài lộc, vận may, lại giữ gìn hạnh phúc và hòa khí trong gia đình. Các bạn hãy cân nhắc để bài trí một chậu cây này trong nhà cho không gian sống của mình thêm phần tươi đẹp nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!